Có lẽ không ít người trong chúng ta gần đây cảm thấy rằng thời gian đang trôi đi rất nhanh. Một ngày chưa làm được mấy việc thì trời đã tối. Theo các chuyên gia, nguyên nhân có thể đến từ việc trái đất đang quay nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Tốc độ quay của trái đất tăng lên đang là một chủ đề nóng thu hút được nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây. Theo các nghiên cứu, hành tinh của chúng ta đã bắt đầu quay nhanh hơn. Năm 1960, các nhà khoa học đã phát hiện ra một sự khác biệt về tốc độ một vòng quay của trái đất khi so sánh với thời gian lưu giữ trên đồng hồ nguyên tử. Tốc độ vòng quay của trái đất thay đổi có liên quan đến sự kết hợp của nhiều yếu tố như lõi trái đất nóng chảy, đại dương, bầu khí quyển và mặt trăng. Bắt đầu từ năm 1972, để điều chỉnh sự khác biệt này, dây nhuận đã được bổ sung để cho trái đất có thể bắt kịp với đồng hồ nguyên tử một cách chính xác nhất. Nếu cần, một dây nhuận sẽ được thêm vào ngày 31 tháng 12 hoặc ngày 30 tháng 6 của bất kỳ năm nào. Trong nhiều năm, thông lệ này đã được áp dụng đều đặn từ 12 đến 18 tháng một lần. Trong thời gian gần đây, dây nhuận đã được ứng dụng mở rộng đến hàng năm. Lần cuối cùng được thêm vào là ngày 31 tháng 12 năm 2016. Một thông báo gần đây cho thấy sẽ không có dây nhuận nào nữa vào tháng 6 năm 2021. Suy đoán được đưa ra rằng để thời gian được đo bằng vòng quay của trái đất luôn đồng bộ với đồng hồ nguyên tử, cuối cùng chúng ta sẽ phải cần bắt đầu trừ đi số giây. Mặc dù khoảng thời gian nhỏ bé này dường như không đáng kể, và hệ lụy của nó là rất lớn, như sự khác biệt này thực sự có tác động đến các hệ thống liên lạc vệ tinh và điều hướng dựa vào thời gian có độ chính xác cao phù hợp với vị trí thông thường của các thiên thể. Khi một dây nhuận được thêm vào ngày 30 tháng 6 năm 2012, một số nền tảng Internet đã gặp sự cố và các vấn đề khác cũng phát sinh với hệ điều hành được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. Để ngăn chặn những phiền phức do sự không nhất quán này gây ra, một số quốc gia đã đề xuất loại bỏ hoàn toàn dây nhuận và chỉ dựa vào thời gian nguyên tử. Tuy nhiên, Vương quốc Anh lại phản đối cách làm như vậy, vì nó sẽ cắt đứt quan hệ với thời gian mặt trời truyền thống. Số phận của dây nhuận sẽ được xác định vào năm 2023. Trên thực tế, có tồn tại một loại hiện tượng gọi là cộng hưởng Schumann, khiến cho thời gian dường như trôi đi nhanh hơn. Mặc dù chúng ta có thể cảm nhận mà rất khó đo lường. Cộng hưởng Schumann là các tần số được tạo ra bởi sóng điện tử, kết quả của các cơn dông và sét thường xuyên. Theo NASA, tại bất kỳ thời điểm nào, trái đất đang trải qua khoảng 2.000 cơn dông, tạo ra trung bình 50 tia sáng mỗi giây. Do đó, hành tinh này chìm trong sóng điện tử tần số thấp, hay còn gọi là cộng hưởng Schumann. Các tần số cộng hưởng này trong tần điện ly, một phần tần cao của khí quyển trái đất bị ion hóa do bức xạ mặt trời, tách các ion điện tích khỏi nguyên tử khí trung hòa. Theo các giải thích của Interesting Engineering, sự ion hóa này cho phép tầng điện ly thu hồi các sóng điện tử này. Cộng hưởng Schumann có thể ảnh hưởng không chỉ đến những thay đổi trong các mùa, hoạt động của mặt trời và hoạt động trong môi trường từ trường của trái đất, mà còn ảnh hưởng đến hành vi và suy nghĩ của con người cũng như động vật. Các tần số có thể dao động trong khoảng từ 7,83 Hz đến 33,8 Hz, nhưng trong hàng nghìn năm trường điện tử của trái đất có tần số xung nhịp đồng đều, hay còn gọi là nhịp tim, xấp xỉ 7,8 chu kỳ một giây. Tuy nhiên, nhịp tim của trái đất bắt đầu tăng tốc vào năm 1980 và vẫn tiếp tục như vậy cho đến nay, bởi tốc độ xung quanh trái đất ngày càng tăng lên. Vậy nên chúng ta cảm thấy rằng thời gian đang tăng nhanh. 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày trước đây so với bây giờ chỉ tương đương với 16 tiếng. Một thành viên của diễn đàn vật lý cho hay, vũ trụ đang giãn nở, khoảng cách giữa các vì sao ngày càng lớn hơn. Mối quan hệ giữa các không gian, thời gian và tốc độ ánh sáng bù đắp cho điều này như thế nào? Những thay đổi về khoảng cách giữa các vì sao có thể đo lường được. Tốc độ ánh sáng là không đổi và có thể đo được. Nhưng bản thân thời gian thì sao? Những thay đổi đối với thời gian có thể đo được hay không? Hay đó là một nghịch lý trong chính nó? Làm cách nào để có thể đo lường được sự thay đổi tiềm ẩn của thời gian
trong khi chúng ta biến đổi không ngừng. Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng đo độ dài của một cây gậy đang giảm bao nhiêu thước so với cây gậy thứ hai, cũng đang giảm chiều dài với cùng tốc độ như cây gậy đầu tiên, và nếu mọi thứ khác xung quanh bạn, bao gồm cả bản thân bạn, đang bị thu hẹp với tốc độ tương tự, thì bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được có một sự thay đổi như vậy. Thời gian đồng hồ của chúng ta vẫn hoạt động theo giây và phút, trong khoảng 24 giờ một ngày, trong khi tần số cộng hưởng Schumann gia tăng, dường như khiến chúng ta cảm nhận thời gian chỉ bằng 2/3 so với trước đây. Một số nhà khoa học tin rằng khi tần số đạt mức 13 chu kỳ một giây, trái đất sẽ thực sự ngừng quay. Sau đó nó có thể đứng yên trong 3 ngày trước khi đảo ngược vòng quay của nó. Và dĩ nhiên là chúng ta không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy đến sau đó.